ta đã được tìm hiểu về xu hướng thời trang với cảm hứng họa tiết hình học trong mùa xuân hè 2013. Còn bây giờ, như đã hứa là cuộc gặp gỡ với một nhân vật rất thú vị. Bên cạnh là một nhà thiết kế khá nổi tiếng trong làng thời trang Việt Nam. Cô gái này còn là người mẫu và có gu thời trang cực ổn. Nào, và bây giờ, nhà thiết kế Khanh Kè. Khanh Kè tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Với tiếng tăm đã xây dựng được trong làng thời trang, cô là một trong những nhà thiết kế trẻ đang được các tín đồ thời trang yêu mến. Từng xuất hiện trên tạp chí Đẹp với vai trò là người mẫu, cô ấy cũng có cách chọn trang phục rất ấn tượng. Xin chào Web TV, mình là Lưu Ngọc Kim Khanh, thì công việc hiện tại của mình là fashion designer. Quan điểm về một nhà thiết kế nữ thiết kế trang phục cho đối tượng cũng là nữ thì cái quan điểm của mình đó là chúng ta đều phải đẹp, bởi vì xã hội hiện đại thời nay có rất là nhiều những cái đẹp, thì tại sao chúng ta lại khiêm tốn và không mạnh dạn để mình đẹp hơn và tự tin hơn? Thì tiêu chí thiết kế của Khanh đó là Khanh luôn mong muốn hướng đến một cái sự quyến rũ và tôn vinh lên những đường nét của người phụ nữ. Có một cái điều rất là mâu thuẫn ở trong Khanh, đó là tất cả những cái thiết kế của Khanh hầu hết đều rất là nữ tính và hướng đến một cái sự gợi cảm nhất định, nhưng mà cá tính của Khanh lại khá là khô khan, cho nên là khi mà dung hòa được hai cái yếu tố đó, cái sản phẩm thiết kế của Khanh tương đối là hiện đại và khá là tinh tế. Có một vài người bạn và các chị khách hàng thân thuộc của Khanh có nói là rất là thích những cái trang phục này, bởi vì khi mà mặc vào người thì các chị cảm thấy tự tin hơn và mình thực sự rất là gợi cảm, bởi vì những cái đường cắt cúp rất là đơn giản và hiện đại. Thì ngoài ra cái form dáng mà ôm sát cơ thể đó, nó còn có những cái khoảng hở tinh tế mà Khanh đã tạo nên trang phục đi cùng với xu hướng cut out. Thực ra thì không bỗng nhiên mà trong cái khoảng thời gian 2 năm mà mọi người lại cảm thấy yêu mến Khanh qua một cái hình ảnh nhất định, đó là bởi vì Khanh cũng thực sự là phân khu cái chiến lược của mình. Với cái giai đoạn đầu thì nó là Khanh phải đi theo thị trường và tìm hiểu thị trường như thế nào. Thì đến giai đoạn thứ hai, đó là thuyết phục thị trường, thì hiện tại là Khanh đang ở trong giai đoạn thứ hai. Và với giai đoạn thứ ba thì Khanh đang đun nấu một cái ý tưởng, đó là xây dựng được một cái hình ảnh thời trang tiên phong mà mọi phụ nữ luôn khao khát. Nhà thiết kế Kim Khanh là một nhà thiết kế mà mình dành rất là nhiều tình cảm. Nếu như là để lựa chọn một bộ trang phục để đi đến một buổi tiệc hay một event thì điều đầu tiên mình nghĩ đến sẽ là những trang phục của nhà thiết kế Kim Khanh. Với cách sử dụng chất liệu cũng như về form dáng thì mình đều hết sức là hài lòng. Nó đặc biệt ở chỗ là cái sự kết hợp giữa sự mềm mại cũng như cái tính xu hướng và tính hiện đại, nó thể hiện rất rõ, làm cho bạn vừa nữ tính lại vừa rất là có cá tính. Đó là điều mà mình vô cùng mong muốn để tìm kiếm trong những cái bộ trang phục. Một cái bộ trang phục không quá cầu kỳ diêm dúa nhưng mà thực sự lại làm cho bạn quyến rũ và đặc biệt là rất là nổi bật trong một cái sự kiện nào đó. Xu hướng về họa tiết trong thời trang thì đã xuất hiện rất lâu rồi. Còn
về xu hướng ngành học thì nó đã nhen nhóm từ năm 2010 và đến năm 2012 cũng như là kéo dài qua 2013. Có thể hứa hẹn nó là một cái sự bùng nổ khá là mạnh mẽ và cực kỳ sáng tạo. Với cái họa tiết hình học thì nó có rất là nhiều những hình dạng khác nhau như là tam giác, hình vuông, hình bình hành, những đường thẳng song song hoặc là hình chữ nhật. Nó có rất là nhiều những cái biến thể đó và các nhà thiết kế luôn lựa chọn những cái tông màu tương phản để tôn nên những đường nét kỹ hà. Trông có vẻ là khô khan nhưng khi mà áp dụng vào thời trang thì rất là dễ chịu. Cái niềm đam mê làm đẹp đến với Khanh cũng rất là sớm, bởi vì ngay từ lúc Khanh còn nhỏ, mẹ Khanh cũng đã sở hữu một cái tiệm may nho nhỏ. Thì mọi người vẫn thường đùa là mẹ Khanh là vedette của cả một cái con đường ấy, bởi vì gom rất là nhiều những cái khách hàng về mình. Chính vì những cái công việc hàng ngày và cái sự yêu thích của Khanh dần dẫn đến niềm đam mê của Khanh đối với thời trang, và Khanh quyết định là theo đuổi ngành thiết kế thời trang tại trường đại học kiến trúc. Thì sau khi Khanh ra trường, đó là vào năm 2010, Khanh đã cho ra mắt thương hiệu riêng của mình mang tên là LNKK, thì đến nay là đã được 2 năm. Thùy Dung rất thích thú với dòng mẫu thiết kế của nhà thiết kế Khanh Ca. Không những thế, cô ấy còn là một cô gái rất xinh đẹp và phong cách thời trang cũng cá tính nữa. Phần tiếp theo sẽ là những sự kiện và thông tin thời trang cũng như những xu hướng phụ kiện mới nhất. Các bạn nhớ đón xem nhé!